Từ một nông hộ, 7 công đất nhà thầy Phong giờ đã trở thành một nông trại. Mê nông nghiệp sạch, thầy giáo chuyên sinh này đã không còn đứng lớp nữa mà trở thành một nông dân chính hiệu đã 7 năm. Hàng chục loại rau sạch, thủy canh, địa canh, xanh mướt mắt. Làm cái nông trại này với cái mục tiêu là cái nơi để thực tập hoặc là hoạt động trải nghiệm cho các bạn học sinh sinh viên. Dịch Covid-19 ập tới là chuyển qua bán rau online luôn. Đúng rồi. Chưa dừng lại ở đó, những cây nho xứ lạ cũng được thầy Phong cho bén rễ đất đồng bằng sau hơn 2 năm nghiên cứu thực nghiệm. Hơn 200 gốc này là cùng một giống hay là nhiều giống khác nhau ạ? Hiện tại chỗ mình làm nhiều giống khác nhau, một số giống xuất phát từ các nước, ví dụ như là của Pháp, của Nhật hoặc là của Hàn Quốc. Mình có thể cho trái quanh năm. Vườn nho vàng táo nhà thầy Phong ngày thường là điểm tham quan hút khách. Dịch ập đến, nơi này trở thành vựa trái cây sạch và cũng là địa chỉ cung cấp giải pháp cây giống cho người đô thị. Vừa trồng trọt, vừa chăn nuôi, nhưng thầy Phong không đào ao thả cá. Anh tận dụng diện tích hẹp nuôi cá rô, dặn lươn trong bể không bùn. Với hệ thống lọc nước tuần hoàn, vật nuôi luôn khỏe mạnh, đảm bảo bữa ăn gia đình hàng ngày và cả nguồn cung thực phẩm chế biến bán online. Lẩu mắm, canh chua, mình có thể nấu với lươn. Ngoài ra còn có những món khác để đa dạng món ăn, ví dụ như cá lóc kho, cua đồng. Yeah. Hoặc là thêm nữa, ví dụ như thịt ba chỉ, kho với mắm ruốc. Giao thức ăn á, hoặc là giao rau củ quả thì sẽ đến ngay cái chốt phong tỏa và để thanh toán bằng chuyển khoản luôn. Đúng rồi. Không chỉ đơn giản là câu chuyện thưởng thức rau sạch thôi đâu, giá trị lâu bền mà người tiêu dùng nhận về qua cách tiếp cận này đó chính là giá trị về mặt sức khỏe. Khi mà nhà nhà đều ý thức được việc tự trồng rau sạch để sử dụng hoặc là tự kết nối với những nông trại trồng rau sạch để sử dụng thì đó cũng là cách chúng ta đang góp phần xây dựng một nền nông nghiệp sạch trong tương lai. Ủa, mạnh đó. Còn nó còn nữa.